Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tống tiền bằng những lá thư. Sau khi nhận được thư đe dọa, cả bốn gia đình đến công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 trình báo sự việc. Sau đó, một trong bốn người gọi điện thoại theo số đối tượng ghi trên thư và hẹn đến ngày giao 70 triệu đồng tại gầm cầu vượt Quang Trung thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Tại đây, đối tượng đã bị lực lượng công an quận 12 bắt quả tang khi đang nhận tiền. Bất ngờ sau khi điều tra nhân thân, mới biết đối tượng này tên là Nguyễn Hữu Vương, đang thực hiện nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012 cho đến ngày phạm tội. Theo cáo trạng, Vương do cần tiền tiêu xài nên viết 4 bức thư đe dọa với nội dung bắt giao vàng, nếu không anh ta sẽ nã bất kỳ ai trong gia đình, để kèm 4 số điện thoại của mình rồi bỏ bom thư vào nhà 4 hộ dân ở khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Bị cáo Nguyễn Hữu Vương sinh năm 1987, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, từng theo học một trường đại học. Sau khi ra trường, Vương cưới vợ, làm kế toán cho một công ty. Đến năm 2012, đi nghĩa vụ tại công an thành phố. Giữa năm 2014, gia đình Vương gặp nhiều khó khăn, cha Lâm bệnh nặng, nhà cửa phải cầm cố, cộng thêm một số tiền phải vay mượn bên ngoài chưa có nguồn để trả. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Vương quyết định viết thư đe dọa người khác để có tiền trang trải. Tối ngày 17 tháng 9, đang ở đơn vị, Vương mang giấy ra viết 4 bức thư với nội dung: gia đình tao đang gặp rất nhiều khó khăn, tao đang rất cần 10 lượng vàng để trang trải. Trong 2 ngày, nếu gia đình mày không hợp tác hoặc báo công an thì tao sẽ tước đoạt tính mạng bất kỳ ai trong gia đình mày. Tiền hay tính mạng gia đình mày do mày quyết định. Viết xong 4 lá thư, Vương chạy xe máy qua khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 tìm những gia đình nào có nhà cao cửa rộng thì nhét thư vào đó. 3 lá thư bỏ vào nhà anh Trần Văn Thư, Bùi Lê Phan và chị Trần Thảo Ngân. Vương đều đòi phải đưa 10 lượng vàng. Riêng lá thư bỏ vào nhà chị Lê Thị Diễm Thúy, Vương đòi 20 lượng vàng. Sáng ngày 18 tháng 9, cả 4 người dân phát hiện những bức thư nạc danh, đe dọa nên đã tới trình báo và đề nghị công an vào cuộc bảo vệ gia đình. Riêng anh Thư do tò mò muốn biết lý do kẻ đe dọa gia đình mình, vì gia đình anh xưa nay sống hòa thuận, không mâu thuẫn với ai, nên đã chủ động liên lạc lại theo số điện thoại trên thư. Thủ phạm nhấc máy, nói hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu anh Thư đưa 10 lượng vàng. Anh Thư nói gia đình không có vàng, chỉ có 20 triệu. Thủ phạm đe dọa, 20 triệu chỉ đủ để mua hòm thôi. Kết thúc cuộc gọi, Vương nhắn tin đe dọa sẽ tước đoạt tính mạng người nhà anh Thư, gây áp lực rằng nếu không đưa đủ theo yêu cầu thì mua hòm để sẵn đi. Hai bên chốt lại số tiền 70 triệu đồng. Nạn nhân vừa đồng ý, hẹn trưa hôm sau sẽ đưa tiền. Khoảng 11 giờ trưa ngày 19 tháng 9, Vương liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu mang 70 triệu đồng tiền mặt tới gầm cầu vượt Quang Trung trên quốc lộ 1A giao cho Vương. Hắn ta không hề biết công an quận 12 bí mật tổ chức bảo vệ người giao tiền. Khi đang nhận tiền thì Vương bị công an mật phục bắt giữ. Tối cùng ngày, công an quận 12 đồng ý cho phòng cảnh sát bảo vệ bảo lãnh Vương về đơn vị. Sau đó, công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Vương, đuổi khỏi ngành và bắt tạm giam anh ta để điều tra. Tổng giá trị tài sản Vương muốn chiếm đoạt của các nạn nhân nói trên là hơn 1,5 tỷ đồng. Vương bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 điều 135 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Liệu có ổn khúc sau bản án? Sáng ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao đã xử phúc thẩm Nguyễn Hữu Vương, 28 tuổi, ngụ xã Tân Thới Hiệp, huyện Hóc Môn về hành vi chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Hữu Vương nguyên là chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị hại đều vắng mặt và có đơn xin bãi nại vì chưa gây thiệt hại. Gia đình bị cáo cũng chỉ leo teo vài người tới dự, khóc suốt cả phiên tòa. Thủ phạm từng có tiếng là ngoan hiền,
hiếu thảo, có học hành, tương lai rộng mở nhất, vậy mà đã mất tất cả chỉ vì phút giây bồng bột, thiếu suy nghĩ. Thủ phạm cho rằng khi anh Thư đưa tiền đến, bị cáo đã xin lỗi anh Thư, kể nghe gia cảnh của bị cáo. Bị cáo cũng từ chối không nhận tiền, nhưng anh ấy nói cứ cầm về mà lo cho gia đình. Lúc đó bị cáo cũng không dám cầm, mà chỉ nói anh Thư để trên xe cho bị cáo. Nhưng có người đi sau nhét vào túi quần bị cáo rồi bị công an bắt. Mặc dù tại tòa vừa khai cần tiền để giúp đỡ gia đình trả nợ nên mới phạm tội. Tuy nhiên khi chủ tọa hỏi hành vi của bị cáo có giúp đỡ được gì cho mẹ và vợ hay không, hay là việc làm này chỉ khiến cho họ thêm lo lắng và khóc nức nở tại tòa, thì Vương im lặng cúi đầu. Chủ tọa phiên tòa mời người mẹ khắc khổ cùng người vợ trẻ của bị cáo đang nức nở dưới khán phòng lên, đứng trước mặt bị cáo để bị cáo suy nghĩ. Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo nên đề nghị dưới khung với mức án từ 7 đến 8 năm tù. Tuy nhiên sau khi nghị án, hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt mức án 30 tháng tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản, bởi cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều giấy khen của ngành, thành khẩn khai báo. Điều đặc biệt, hội đồng xét xử cho rằng tội cưỡng đoạt là cấu thành vật chất, nên bị cáo chỉ phải chịu theo số tiền thực tế chiếm đoạt được là 70 triệu đồng. Do vậy, chỉ xử theo khoản 2, điều 135, chiếm đoạt từ 50 đến dưới 200 triệu đồng với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm. Trong khi đó, Viện Kiểm sát cho rằng đây là tội cấu thành hình thức, nghĩa là Vương phải chịu mức án về hành vi cưỡng đoạt 4 tỷ. Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm đồng tình với ý kiến của Viện Kiểm sát, cho rằng tội cưỡng đoạt tài sản là nhóm tội có cấu thành hình thức, tức là khi người phạm tội có hành vi mà điều luật mô tả thì tội phạm đã hoàn thành. Trong vụ này, tòa đã xử nhẹ tay, luật sư này nhận xét. Được biết, theo Bộ Luật Hình sự, tội danh này có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 135 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Theo đó, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn gây áp lực tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vương 2 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tăng nặng hình phạt. Xét thấy phiên tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 2 năm 6 tháng tù là nhẹ, không đủ sức răn đe, hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sửa bản án sơ thẩm phạt bị cáo Vương 3 năm tù. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.